Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nghe tới phương pháp siêu trí nhớ chưa? Một phương pháp đến từ rất nhiều nhà kỷ lục gia trên thế giới về trí nhớ siêu đẳng. Và nếu như mà chúng ta biết cách áp dụng tất cả các nguyên tắc cơ bản của phương pháp này vào việc học hành, đặc biệt là học ngoại ngữ, thì chắc chắn việc học của chúng ta sẽ trở nên vô cùng đơn giản và hiệu quả. Muốn biết đó là những nguyên tắc cơ bản nào không? Hãy cùng theo dõi với Khánh Vy nhé! Nguyên tắc thứ nhất, thái độ tự tin vào trí nhớ của bản thân. Một khi bạn tự tin vào bộ não của mình thì nó sẽ tự động sản sinh ra những năng lượng tích cực để bạn có thể tập trung và ghi nhớ lâu dài. Nguyên tắc thứ hai, tập trung vào mục đích ghi nhớ. Mức độ quan trọng mà bộ não của bạn xác định cho một việc cần ghi nhớ sẽ tỷ lệ thuận với mức độ tập trung và ảnh hưởng tới hiệu quả ghi nhớ của bạn. Nguyên tắc thứ ba, hình dung bằng hình ảnh. Hình dung bằng hình ảnh là một trong hai nguyên tắc rất quan trọng của trí nhớ siêu đẳng. Thường thường thì bộ não của chúng ta sẽ có khuynh hướng là nhớ hình ảnh hơn là nhớ từ. Vì vậy, khi mà chúng ta nhớ về một hình ảnh nó rõ ràng và sống động bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng nhớ lâu bấy nhiêu đó. Nguyên tắc thứ tư, liên kết bằng hình ảnh, phong phú, đa dạng. Có rất là nhiều nhà kỷ lục gia trên thế giới có những cách liên tưởng vô cùng phong phú. Ví dụ như là số 1 thì họ sẽ liên tưởng với cây thông này. Số 2, họ sẽ liên tưởng với con vịt. Hay là số 4, họ sẽ liên tưởng với cái ghế. Và đó chính là cách liên tưởng kết nối giúp chúng ta nhớ được lâu hơn đó. Nguyên tắc thứ 5, làm nổi bật sự việc bằng chi tiết hài hước và thậm chí là vô lý. Thường thường não bộ của chúng ta thì có khuynh hướng nhớ những cái việc nào thật sự là nổi bật đúng không? Và ví dụ nhá, khi mà chúng ta nhớ, chúng ta có thể liên tưởng như là con vịt màu đỏ, quả cam màu hồng. Lúc mới nghe thì thấy nó rất là trôi và rất là bình thường, nhưng khi nghĩ lại thì thấy nó khá là vô lý đúng không? Nhưng đây chính là yếu tố giúp chúng ta nhớ thật sâu và nhớ thật lâu. Nguyên tắc thứ 6, hãy sử dụng thật nhiều màu sắc, bởi vì màu sắc sẽ tăng cường trí nhớ lên tới 50%. Ví dụ, mình sinh vào tháng 8 và mình cực kỳ yêu thích màu đỏ, cho nên mình thường gắn số 8 với màu đỏ, mình không bao giờ quên. Nguyên tắc thứ 7, hãy sử dụng âm điệu và âm nhạc. Các bạn có bao giờ nghĩ được rằng là wow, tại sao mà với số lượng từ như thế, mình lại có thể nhớ một bài hát cực kỳ dễ dàng, tuy nhiên mình lại không thể nhớ một số lượng từ như thế trong sách lịch sử mà mình học đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng âm nhạc và âm điệu khi học thì bán cầu não phải sẽ được kích hoạt. Và bán cầu não phải thì thường xuyên bị bỏ quên khi mà chúng ta học từ đấy. Vì vậy, hãy sử dụng âm nhạc và âm điệu trong việc học tập nhé. Nguyên tắc thứ 8, ghi nhớ tổng quát về sự kiện và sự việc. Nếu như bạn muốn ghi nhớ sâu về từng chi tiết, cụ thể thì hãy ghi nhớ bức tranh tổng quát đã. Đó chính là một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nguyên tắc thứ 9, thời gian là vàng bạc, là áp lực nhưng cũng là động lực. Khi mà bộ não của bạn đặt ra là ok, trong vòng 3 phút mình phải nhớ được 3 từ khóa tiếng Anh mới, và não bạn sẽ cảm thấy áp lực và ngay lập tức hoạt động để giúp bạn nhớ hết những từ mà bạn đề ra. Vì vậy, hãy đặt cho mình một thời gian, một khung thời gian cụ thể nào đấy để có thể hoàn thành xong những mục tiêu và thử thách nhé. Và Khánh Vy tin tưởng chắc chắn rằng khi mà chúng ta vận dụng thành công những phương pháp và các bước này thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian học tập, lại có kết quả đột phá. Vì vậy, chúc tất cả chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của việc kết hợp sử dụng khóa học cuốn sách nói riêng cũng như là việc học tập nói chung nhé. Good luck and thank you.